4 năm. Một khoảng thời gian tuy chưa đủ dài để viết nên lịch sử, nhưng quý vị, anh chị và các bạn cũng đã nhìn thấy đâu đó vẫn còn những khó khăn, vẫn còn những thử thách. Nhưng chúng ta vẫn đáng tự hào vì chúng ta đã đạt được rất nhiều những điều tuyệt vời trong vòng 4 năm qua. Ngoài sự cố gắng nỗ lực của tất cả các thành viên thì chắc chắn rồi sẽ có một sự điều hành rất tuyệt vời từ những vị thuyền trưởng của chúng ta. Và một lần nữa hãy cùng cảm ơn nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn, thưa quý vị. Và vị thuyền trưởng mà anh Tiến Vũ nhắc đến cũng là nhân vật mà chúng tôi ngay bây giờ rất muốn được mời lên sân khấu, và là nhân vật mà tôi thấy là khi mà bắt đầu chương trình, người được rất rất nhiều người muốn đến gần và chụp ảnh với chị. Và chúng tôi xin được mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Mến, Tổng Giám đốc Công ty Thời trang MC Việt Nam, CEO 3 hãng thời trang MC Fashion, Anadi Home, Grandeur Lady, người đã khéo léo chèo lái con thuyền của công ty suốt 4 năm vừa qua. Xin trân trọng kính mời chị. Thưa quý vị thân mến, vỗ tay không phải mất tiền, vỗ tay là để động viên tinh thần. Hãy vỗ tay ra lên quý vị ơi. Xin mời chị hãy đứng vào chính giữa vị trí sân khấu, nơi mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy chị rõ nhất. Lúc nào cũng thế, khi mà tôi cứ gặp chị Mến là tôi thấy chị cứ cười tươi thôi. Và chị thân mến, mùa xuân thì có hoa đào, gặp nhau phải có lời chào mới vui. Chị hãy chào cả nhà một tiếng. Lần đầu tiên, rất hân hoan được chào đón hơn 300 đại lý, khách hàng, khách mời là những con người vô cùng tuyệt vời đã từ rất nhiều các tỉnh thành khác nhau hội tụ trong đêm ngày hôm nay. Một chương trình gala vẻ đẹp được tôn vinh của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Chị Mến thân mến, giờ phút này thì cái cảm xúc đầu tiên của chị bây giờ là gì? Khi mà hôm nay thì không phải là cảm xúc mà khi mà tôi đứng lên sân khấu bây giờ đâu ạ. Mà cảm xúc của tôi từ rất là lâu rồi. Đây là một cái chương trình mà chúng tôi đã chuẩn bị từ khoảng một tháng trước. Mong muốn làm thế nào có một chương trình giúp cho quy tụ những người phụ nữ đam mê, khát khao thành công trên con đường kinh doanh thời trang. Để làm thế nào quy tụ lại đây giúp cho chúng ta cùng nhau phát triển và có một kết quả, thành quả rực rỡ năm 2018. Và chính vì điều đó mà khi mà sự kiện diễn ra thì tôi vô cùng hạnh phúc, bởi vì có rất nhiều các anh chị đã không quản đường xa xa xôi đến đây và tham dự chương trình đầy đủ, và điều đó làm cho tôi hạnh phúc vô cùng. Chị Mến thân mến, khi mà biết đến chị thì có rất nhiều người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vì sao một người phụ nữ trẻ như vậy lại có thể là người sáng lập và lãnh đạo rất nhiều thương hiệu thời trang lớn? Thì chị có thể chia sẻ về quá trình để chị nảy ra ý tưởng và sau đó là phát triển ý tưởng của mình được không ạ? Vâng, đây là câu hỏi mà tôi cũng được rất nhiều các anh chị khi mà gặp, cũng như là một số các chương trình đã từng hỏi. Nhưng mà khi mà hỏi đến câu này thì tôi đều có những cái cảm xúc rất giống nhau. Đó là rất tự hào về bản thân cũng như đội ngũ của mình. Bởi vì khi chúng tôi bắt đầu thời trang thì khi mà chúng tôi cách đây 4 năm, năm 2013 thì tôi bắt đầu con đường kinh doanh thời trang. Lúc đó thì cũng kinh doanh nhỏ lẻ ở một cửa hàng rất là nhỏ thôi. Sau đó đến năm 2014 thì tôi chính thức đi theo con đường kinh doanh chuyên nghiệp, đó là thời trang công sở nữ. Và lúc đó chúng tôi cũng có những cái cửa hàng ở trong ngõ nhỏ. Và bằng cái sự nỗ lực cố gắng của mình cùng với đội ngũ của mình rất là nhiều thì chúng tôi đã xây dựng được thương hiệu MC Fashion. Sau 4 năm đã có một hệ thống là trên 100 đại lý trên toàn quốc. Và sau đến năm 2016, sau đó 2 năm thì tôi thấy là thị trường công sở của chúng ta vẫn còn rất là nhiều. Và tại sao mình lại không phát triển ra một hãng thương hiệu tiếp theo? Bởi vì khi chúng ta phát triển hãng thương hiệu tiếp theo thì tôi sẽ tiếp tục quy tụ được những người mà yêu thích kinh doanh, đam mê kinh doanh thời trang nữa tại những địa điểm để chúng tôi có thể phát triển một cái thương hiệu mạnh tại địa điểm đó. Và Anadi ra đời từ tháng 9 năm 2016 thì chỉ sau hơn 1 năm phát triển thì chúng tôi đã có hệ thống là trên 80 đại lý trên toàn quốc. Và đó là cái thành quả mà thực sự là tôi cũng rất là vui và tự hào cho đội ngũ của chúng tôi. Và có một cái thương hiệu thứ ba mà ở đây cũng không biết là các anh chị đã biết hết chưa, nhưng mà có một thương hiệu dành cho những người mập như tôi ạ. Đó một thương hiệu, đó là Grandeur Lady, thì đó là dành cho những người mập, và đó là thương hiệu thứ ba chúng tôi phát triển. Thì đến năm 2018 này thì chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh để trở thành một thương hiệu mạnh như là thương hiệu MC Fashion Adi Home nữa. Và cái động lực
duy nhất để tôi có thể phát triển nhiều thương hiệu như vậy, đó là chính là niềm đam mê thời trang vô cùng lớn, niềm đam mê kinh doanh, và đặc biệt là niềm đam mê làm thế nào để giúp cho những người phụ nữ Việt Nam kinh doanh thành công, giúp cho rất nhiều người Việt Nam có công ăn việc làm qua ngành nghề may mặc. Đó là cái mục tiêu cuối cùng để cho tôi phát triển các thương hiệu của mình. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Thế thì có một câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi muốn hỏi chị, đó là định hướng trong năm 2018 của chị sẽ là gì, để mọi người cùng biết. Vâng ạ, năm 2018 thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hai thương hiệu của chúng tôi để thống lĩnh thị trường miền Bắc và miền Trung như năm 2016-2017 chúng tôi đã làm, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tiến quân vào miền Nam với một trụ sở nữa tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể phủ sóng tại toàn bộ thị trường miền Nam. Tôi cũng định hướng là sau khoảng 1 năm chúng tôi có thể phủ sóng được. Và một mục tiêu nữa đó là tôi phát triển thương hiệu thứ ba là thương hiệu dành cho những người mập. Làm thế nào để thương hiệu này cũng phát triển mạnh trong năm 2018, và đặc biệt đó là làm thế nào để giúp cho tất cả các đại lý của MC Fashion và Anadi Home, những thành viên đã tham dự chương trình ngày hôm nay, năm 2018 sẽ thành công rực rỡ cùng với công ty chúng tôi với sự hỗ trợ đặc biệt trong năm 2018 ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Mến. Và có lẽ là nếu mà để phỏng vấn chị, để hỏi chị thì có lẽ có rất nhiều câu hỏi nữa mà chúng tôi muốn được lắng nghe chị chia sẻ. Và khi mà lắng nghe những câu trả lời vừa rồi của chị thì tôi mình nhớ đến có một điều mà tôi từng nghe. Mọi người thường nói là những nữ doanh nhân thì thường sẽ rất là khô cứng, nhất là với những người đã phát triển được một thương hiệu thời trang, và không chỉ là rất nhiều thương hiệu thời trang nữa thành công như chị, mà ngày hôm nay chúng ta còn thấy một chị Mến vô cùng cảm xúc và vô cùng truyền cảm trong những câu nói của mình, trong những lời chia sẻ với quý vị, và còn thấy được cái tâm của chị đối với công việc mà chị đang theo đuổi. Và chắc chắn với những điều này thì công ty thời trang MC Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Và quý vị có đồng ý với điều đó không ạ? Xin quý vị một tràng vào tay. Thưa quý vị, có lẽ rằng không phải nói nhiều nữa thì 4 năm, một khoảng thời gian đó quý vị cũng đã vừa được chứng kiến những thành tựu, những điều tuyệt vời nhất mà MC thời trang MC Việt Nam đã đạt được trong 4 năm qua, thì cũng đã đủ hiểu để chúng ta đáng để cùng cảm ơn vị thuyền trưởng này bằng một tràng pháo tay to hơn được không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng em rất muốn được mời chị Mến nán lại sân khấu cùng với chúng em, và xin mời quý vị ở dưới chúng ta hãy cùng chuẩn bị nâng ly để chúng ta sẽ chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay trong dịp đặc biệt, đó là dịp mà chúng ta cùng chuẩn bị chào đón ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, thì ngày hôm nay thưa quý vị, chưa hết đâu, đây chỉ là bắt đầu chương trình. Ngày hôm nay còn rất nhiều những khoảnh khắc tuyệt vời, những phần biểu diễn nghệ thuật từ rất nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay, cùng với những phần game show, những trò chơi dành cho quý vị. Quý vị hãy đừng rời mắt khỏi sân khấu, chúng tôi sẽ cùng tiếp diễn những phần khoảnh khắc tiếp theo. Và bây giờ sẽ là lúc mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện của mình bên bàn tiệc bằng những món ăn cực ngon. Ngay sau đây, chúng tôi xin được hân hạnh mời nhân vật tiếp theo, đó là ai mời anh? Chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu ông Lương Văn Cảnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty, sẽ lên sân khấu cùng với chúng tôi nâng ly chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay và gửi một lời cảm ơn tới tất cả những vị khách mời, những vị khách quý đang có mặt trong chương trình. Xin trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, những phút ở đây thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị trên bàn tiệc của chúng ta có bia, chúng ta hãy rót bia, có rượu, rót rượu, có nước lọc, chúng ta rót nước lọc. Hãy cùng với chúng tôi, cùng những vị thuyền trưởng trên sân khấu, hãy rơi những tiếng rơi thật lớn để chúng ta bắt đầu bữa tiệc ngày hôm nay và gửi đến nhau những câu chuyện về tuyệt vời nhất cho năm 2018 này. Xin mời quý vị. Quý vị đang được chứng kiến chủ tịch hội đồng quản trị công ty, đó là anh Lương Văn Cảnh, đang rót rượu champagne để chúng ta bắt đầu khai tiệc, bắt đầu bữa tiệc ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nếu có thể chúng tôi hân hạnh mời quý vị đứng lên trong vòng 5 giây được không ạ? Và chúng ta hân hạnh mời quý vị đứng lên và nâng ly của mình lên ạ. Chúng ta sẽ giơ 3 lần. Lần thứ nhất là giơ, lần thứ hai giơ, lần thứ ba MC Việt Nam nha quý vị. Lần thứ nhất giơ, lần thứ hai giơ, lần thứ ba MC Việt Nam. Quý vị sẵn sàng chưa? Chúng tôi muốn thấy những cái ly cao lên một chút. Đây, cảm ơn DJ. Chuẩn bị. 1 2 3. Hay ba. MC Việt Nam.
quý vị.